Hi, hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cố vấn pháp lý Opiso, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số quy định liên quan tới việc tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Công an. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay, cũng như là bớt, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì Bộ Công an vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh công an nhân dân năm 2024. Theo đó hướng dẫn tuyển sinh vi định rõ khu vực tuyển sinh, phong vùng tuyển sinh, đối tượng dự tuyển, điều kiện dự tuyển và các phương thức tuyển sinh cụ thể vào các học viện, các trường công an nhân dân đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới năm 2024. Thứ nhất là về khu vực tuyển sinh cũng như là phong vùng tuyển sinh thì khu vực tuyển sinh thì sẽ được phân chia thành hai khu vực bao gồm khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam. Đối với mỗi khu vực thì sẽ được phong vùng tuyển sinh khác nhau. Cụ thể, đối với khu vực phía Bắc được tính từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra, gồm các vùng tuyển sinh như sau. Vùng 1 sẽ bao gồm các tỉnh miền núi phía Bắc bao gồm tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La. Vùng 2 sẽ bao gồm các tỉnh, thành phố Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và tỉnh Quảng Bình. Vùng 3 sẽ bao gồm các tỉnh Bắc Trung Bộ, bao gồm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Vùng 8 tuyển sinh khu vực phía Bắc sẽ bao gồm các chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ, đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị nghiệp vụ. Còn đối với khu vực tuyển sinh phía Nam, sẽ được tính từ thành phố Đà Nẵng trở vào, bao gồm các vùng tuyển sinh như sau. Vùng 4 sẽ bao gồm các tỉnh Nam Trung Bộ, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận. Vùng 5 sẽ bao gồm các tỉnh Tây Nguyên, bao gồm Con Tâm, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Vùng 6 sẽ bao gồm các tỉnh thành phố Đông Nam Bộ, gồm tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Vùng 7 sẽ bao gồm các tỉnh thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long, gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau và vùng 8 tuyển sinh khu vực phía Nam sẽ bao gồm chiến sĩ nhiệm vụ tại ngũ, đóng quân từ thành phố Đà Nẵng trở vào của các đơn vị nghiệp vụ. Thứ hai về phương thức tuyển sinh thì các trường công an năm 2024 sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức. Phương thức thứ nhất là tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giao thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an Phương thức thứ hai là xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngôn ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông. Và phương thức thứ ba là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Thứ ba là về đối tượng dự tuyển vào các trường công an nhân dân. Thì đối tượng dự tuyển sẽ bao gồm chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an và có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng đến tháng dự tuyển. Học sinh trường quen hóa, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển. Thứ tư là về điều kiện dự tuyển chung. Người dự tuyển ngồi đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phải đáp ứng các điều kiện riêng như sau. Thứ nhất là phải đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an. Thứ hai là chiến sĩ nghĩa vụ công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển. Phân loại cán bộ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền kề với năm dự tuyển. Thứ ba là công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt bước hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất một năm đạt bước hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ tư là công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển học sinh trường văn hóa trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương đạt học lực khá trở lên theo cấp luận trong học bạ. Thứ năm là thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ và thí sinh thuộc đối tượng 1 đạt học lực từ trung bình trở lên theo kết quả học bạ. Thứ sáu là công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, học sinh trường văn hóa từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân đạt từ 6,5 điểm trở lên công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân, phải đạt từ 7 điểm trở lên. Trường hợp là người dân tộc thiểu số thì từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân, phải đạt từ 6,5 điểm trở lên. Đối với chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ, thí sinh thuộc đối tượng 1 không áp dụng điều kiện này. Thứ bảy là học sinh trường văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học trung học phổ thông hay tương đương, hành kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ con nuôi theo quy định của pháp luật. Thứ 8, tính đến năm dự tuyển, học sinh trường văn hóa và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số thì không quá 25 tuổi. Và cuối cùng là phải đủ sức khỏe tuyển sinh tuyển mới vào công an nhân dân, theo quy định tại thông tư số 62 năm 2023 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng công an nhân dân. Tiếp theo là đối với cái việc mà kiểm tra khả năng vận động của thí sinh dự tuyển vào các trường công an nhân dân thì chỉ xếp loại là đạt hoặc là không đạt. Cụ thể đối với nội dung chạy 100m thì đối với nam thành tích đạt là phải dưới hạt bằng 16 giây còn đối với nữ là phải dưới hạt bằng 20 giây. Đối với nội dung chạy 1.500m thì đối với nam thành tích đạt là phải dưới hoặc là bằng 7 phút 30 giây. Còn đối với nữ, nội dung chạy 800m là phải dưới hoặc bằng 5 phút 30 giây thì được tính là đạt. Thứ ba là đối với nội dung bật xa tại chỗ thì đối với nam, bật xa lớn hơn hoặc bằng 2,2m thì được tính là đạt, còn đối với nữ, bật xa lớn hơn hoặc bằng 1,5m thì tính là đạt. Và nội dung thứ tư chỉ áp dụng đối với nam là co tay xà đơn là phải lớn hơn hoặc bằng 12 cái thì mới tính là đạt. Tiếp theo là nội dung về việc đăng ký sơ tuyển thì đối với chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ thì đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác. Còn đối với học sinh trường văn hóa thì đăng ký dự tuyển tại trường. Học sinh phổ thông gồm các học sinh đã tốt nghiệp các năm trước, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại công an nhân dân cấp huyện nơi đăng ký thường trú. Thí sinh không được đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban tuyển sinh thuộc Bộ Công an. Công an các đơn vị địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển nếu vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường công an nhân dân. Người đăng ký sơ tuyển phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ, giấy khai sinh, kèm theo giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, không yêu cầu thí sinh xác nhận nơi thường trú. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, hoặc nghĩa vụ quân sự ngồi các giấy tờ nêu trên thì cần mang theo quyết định xuất ngũ. Như vậy là mình vừa trao đổi xong với các bạn một số thông tin liên quan tới hướng dẫn tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2024 của Bộ Công an. Ngồi ra còn rất nhiều các nội dung khác liên quan. Nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé. Và nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé.